Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Cán bộ suy thoái, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Quý vị thân mến, vì sao có những đảng viên quan chức khởi đầu có tâm, có đức, có tài, nhưng lại dần tự suy thoái, biến chất, ích kỷ, nhỏ nhen, tư lợi? Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn lại câu thơ Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du để nhắn nhủ mỗi đảng viên trong cuộc gặp mặt các đảng viên trẻ tiêu biểu, học tập và làm theo lời Bác nhân 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ diễn ra tuần qua. Người đứng đầu Đảng ta khẳng định, để phát huy vai trò tiên phong, mỗi đảng viên phải có hai điều quan trọng là đức và tài. Đức đi đôi với tài, nhưng đức phải là gốc, đức phải trước tiên. Người không có tài thì không làm được việc gì, nhưng có tài mà không có đức thì phá cả cách mạng. Lời nhắc nhở này càng mang tính thời sự hơn khi thời gian qua nhiều cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức, xa rời mục đích, lý tưởng của Đảng, gây họa cho đất nước, cho nhân dân đến mức phải bị kỷ luật Đảng và xử lý hình sự. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, người cán bộ cách mạng trước hết phải có đạo đức cách mạng bởi vì đạo đức là gốc của cách mạng. Người khẳng định, cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Trong di chúc thiêng liêng, điều đầu tiên Bác dặn cũng là về Đảng, Đảng phải tiên phong gương mẫu. Đáng tiếc trong thời gian qua, trong khi đa số cán bộ đảng viên thấm nhuần và thực hiện hóa lời dạy của người trong thực thi chức trách, nhiệm vụ của mình, thì có một số bộ phận suy thoái tự đánh mất mình. Có người mới có chức có quyền là đè đầu cưỡi cổ nhân dân, có người chưa làm được gì đã nghĩ đến chấm mút, thậm chí ăn không từ một thứ gì của dân. Có cán bộ nói một đằng làm một nẻo, có cán bộ bề ngoài liêm chính lên cơ quan ra công chúng ăn vận giản dị, chỉ đạo cần kiệm mà ra khỏi cơ quan là tiêu xài hoang phí. Nhà ở biệt phủ này, biệt thự kia, vợ con thì lập doanh nghiệp tắc oai tắc quái lĩnh vực ngành mình quản lý. Hậu quả là công sản bị thất thoát, bị bòn rút, có dự án cả nghìn tỷ, chục nghìn tỷ đồng bị đầu tư giang dở với công nghệ lạc hậu, bỏ đi thì không được, đầu tư tiếp thì không biết ngày nào hoàn thành. Có công trình dự án thì để hoang hóa, thành đống sắt vụn gây bức xúc trong nhân dân. Hậu quả đau lòng đã thấy rõ, không ít cán bộ đã tự đưa chân mình vào lò lửa, không chỉ bị thi hành kỷ luật mà còn vướng vào vòng lao lý. Tài sản phi pháp bị thu hồi, gia đình người thân tủi hổ, đồng nghiệp cơ quan xa lánh, nhân dân khinh ghét. Câu hỏi đặt ra là, vì sao có những đảng viên quan chức khởi đầu có tâm, có đức, có tài, nhưng lại dần tự suy thoái biến chất, ích kỷ, nhỏ nhen, tư lợi mà bê trễ việc công, buông lỏng quản lý, đục khoét công sản, làm những điều phi pháp? Đó phải chăng khi được tổ chức tín nhiệm phân công vào một vị trí lãnh đạo, họ đã ngộ nhận về chức quyền của mình mà coi nhẹ ý thức về trách nhiệm, về sự cống hiến như tôn chỉ mục đích của Đảng? Chức càng cao, nhiệm vụ càng nặng nề, hy sinh cá nhân càng cần phải lớn hơn. Đó còn là hậu quả của một thời gian dài kỷ luật Đảng không được thực thi nghiêm minh, quyền lực không được giám sát chặt chẽ, khiến một bộ phận cán bộ ngày càng tự tung tự tác. Đức và tài đòi hỏi mỗi cán bộ, lãnh đạo phải thường xuyên tự soi, tự sửa thì đức mới ngày càng sáng, tài năng mới đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Ngược lại, tự kiêu, ngạo mạn, xa rời lý tưởng cách mạng thì sẽ sớm suy thoái, biến chất và gây họa cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho đất nước. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra, giám sát thực chất của tổ chức đảng cấp trên với tổ chức cấp dưới, cụ thể hóa cơ chế giám sát của nhân dân với từng cá nhân đơn vị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định, chống đã đánh phải đánh liên hồi khi nói về cuộc chiến chống tham nhũng, chống quan liêu, chống suy thoái hiện nay. Quyền lực phải được kiểm soát và giám sát. Chỉ khi đó, mỗi cán bộ đảng viên mới có động lực thúc ép mình thường xuyên tu dưỡng, đức sẽ được bồi đắp, tâm sẽ thêm sáng. Khi từng cán bộ đảng viên tấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn lấy đức làm trọng, lấy tài năng để phụng sự thì Đảng ta sẽ thực sự là đạo đức, là văn minh, là đất nước được phát triển hùng cường, là nhân dân được ấm no, giàu có và hạnh phúc. Không ai biết mình bằng chính mình, mỗi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên luôn biết mình đang ở đâu, đã từng tham gia, sân si lúc nào, sai phạm ra sao, nặng hay nhẹ để tự sửa chữa, cột rửa. Mỗi đảng viên hãy luôn nhớ lại khoảnh khắc giơ nắm tay tuyên thệ trước lá cờ Đảng là tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, có lối sống lành mạnh,
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực để tự soi lại mình, tự nhắc nhở mình, tự cảnh tỉnh mình trước khi tổ chức sờ gáy. Tự phê bình gắn với việc thì khó tô hồng hay bôi đen. Kính thưa quý vị, khi gắn với việc thì dù có tô hồng hay bôi đen trong phê bình thì cũng khó vì kết quả công việc là cụ thể, người nào phụ trách việc gì, làm được đến đâu, kết quả thế nào đều được thể hiện rõ. Phóng viên, ông có nhận xét gì về công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng ở giai đoạn hiện nay? Ông Nguyễn viết trước, Bác Hồ đã nhắc đi nhắc lại vấn đề này và đảo thứ tự phê bình trước, phê bình sau và chú trọng phê bình mình. Đây chính là yếu tố rất cao của tinh thần tự giác, giác ngộ cao của một đảng viên. Đảng viên luôn luôn phải tự soi mình, tự tu dưỡng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhắc đi nhắc lại phải tự tu dưỡng và có tu dưỡng tốt, có tinh thần giác ngộ cao thì mới có thể đảm bảo tự phê bình tốt. Và có tự phê bình tốt thì mới tạo nên sức mạnh của Đảng. Điều này đã theo suốt quá trình xây dựng Đảng, theo suốt vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tự phê bình và phê bình có phần yếu nên dẫn đến tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tham ô, tham nhũng. Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc mà nếu không đảm bảo được thì hiệu quả của việc xây dựng chỉnh đốn Đảng sẽ không cao. Phóng viên, Tổng Bí thư từng nói do không thực hiện đầy đủ quy định về tự phê bình và phê bình hình thức bị biến tướng nên hiệu quả chất lượng không cao, dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhưng tình trạng này vẫn chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Ý kiến của ông như thế nào? Ông Nguyễn viết trước, đây là yêu cầu rất cao, chúng ta thường nói thắng bản thân mình, thắng sự cám dỗ, nhưng thói hư tật xấu là điều vô cùng khó và chỉ có tự phê bình thì mình mới thắng mình được. Việc khó thì ai làm? Đảng viên phải làm, phải tiên phong đi đầu. Nếu cái khó mà không làm được thì rõ ràng sức mạnh của Đảng bị hao hụt. Thực tiễn hiện nay đã khá rõ, nếu ai buông lỏng, không tự kiểm điểm mình, lạm quyền thì làm sao mà tốt được. Dù đây là việc khó, nhưng khó mà không làm thì không thể thực hiện được vai trò lãnh đạo. Tự nói ra được trước tập thể thì quý quá, nhưng nếu không nói ra được trước tập thể thì cũng tự bắt tay lên trán để tự nghĩ xem bản thân mình làm được những gì. Như bác đã từng nhắc, trước tiên là tự phê bình và phê bình việc. Do vậy, bản thân mỗi người cần phải thực hành tự phê bình và phê bình việc mình làm, cũng như vị trí, vai trò, công việc của mình làm xem làm đến đâu. Ví dụ, bí thư hay chủ tịch tự mình nói với tập thể rằng bản thân họ đã làm việc A, việc B đến đâu, làm hay, làm tốt ở điểm này và chưa tốt ở điểm kia. Theo tôi, biện pháp này có vẻ thuận lợi hơn việc tự bản thân mỗi người nói mình tốt hay xấu, mà bây giờ phải căn cứ vào việc và yêu cầu công khai, minh bạch. Trong khi thực tế hiện nay ở một số nơi, công việc của người đứng đầu bịt kín cả, chi bộ cũng không biết. Theo tôi, cách công khai minh bạch những việc mình làm theo chức trách, nhiệm vụ, chứ đừng để xảy ra tình trạng sự việc để hỏng rồi thì mọi người mới biết. Thời gian qua, nhiều cán bộ bị kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự. Rõ ràng, chuyện tự phê bình và phê bình đang là yêu cầu hàng đầu và thời gian tới tiếp tục đề cao nguyên tắc này. Phóng viên, ông đánh giá như thế nào về vai trò của người đứng đầu trong việc tự phê bình và phê bình hiện nay? Ông Nguyễn viết trước, tôi nghĩ là vô cùng quan trọng, bởi vì đầu xuôi đuôi lọt, người đứng đầu gương mẫu thì cấp dưới mới làm theo, người đứng đầu không nêu gương thì không được. Trong gia đình cũng như vậy, bố mẹ, ông bà mà không nêu gương thì chắc chắn gia đình đó sẽ lủng củng. Trong hoạt động thực tiễn, chúng ta nói nhiều về người đứng đầu rồi thì bây giờ phải có cơ chế để đảm bảo chọn được người đứng đầu. Vì người đứng đầu không phải là họ xung phong và cũng chưa biết có chọn được người xuất sắc hay không. Nếu người đứng đầu không xuất sắc thì làm sao họ gương mẫu được? Hơn nữa bản thân họ không gương mẫu thì cấp dưới cũng sẽ không gương mẫu. Tự phê bình vô cùng khó chứ không phải đơn giản. Nhưng để gỡ cái này tôi vẫn muốn nhấn mạnh ý mà bác đã dạy, đó là gắn với việc. Khi gắn với việc thì dù có tô hồng hay bôi đen, trong phê bình thì cũng khó vì kết quả công việc là cụ thể, người nào phụ trách việc gì, làm được đến đâu, kết quả thế nào đều được thể hiện rõ. Nếu tự phê bình theo cách như vậy thì sẽ dễ nói và dễ nhận thấy, tránh việc trù dập. Diễn biến bất ngờ vụ siêu lừa, câu kết nhân viên ngân hàng lừa đảo 433 tỷ. Kính thưa quý vị, Tòa án Nhân dân Hà Nội chiều nay bất ngờ quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án siêu lừa, câu kết nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 433 tỷ đồng. Chiều ngày 5 tháng 5, sau khoảng 2 tiếng xét hỏi và hội ý kéo dài, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ đối với vụ án siêu lừa, câu kết nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 433 tỷ đồng. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2022, phiên tòa từng được mở và tòa cũng đã quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. Tại quyết định trả hồ sơ lần này,
hội đồng xét xử đề nghị làm rõ vai trò của ông Đặng Nghĩa Toàn trong vụ án, có hay không dấu hiệu đồng phạm lừa đảo của ông này với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, thực chất quan hệ vay nợ giữa hai người là như thế nào. Cùng đó, hồ sơ vụ án ở thời điểm hiện tại chưa làm rõ được tổng số tiền lãi ông Toàn đã nhận từ Thành và số tiền lãi Thành đã nhận được từ các ngân hàng là bao nhiêu. Số tiền Thành nợ ông Toàn có đúng là 122 tỷ đồng. Tòa cũng yêu cầu làm rõ hành vi của bị cáo Quản Trọng Đức, cựu giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, chi nhánh Hà Nội, để chứng minh có hay không dấu hiệu đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, bị cáo Đức đang bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, Thành bị cáo buộc cùng đồng phạm thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân khác. Cụ thể, từ đầu năm 2016 đến năm 2018, Thành kinh doanh thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân dưới hình thức vay của người sau trả cho người trước. Thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn. Đồng thời, qua mối quan hệ xã hội, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn. Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng với số tiền lớn nên các ngân hàng đều coi Thành là khách VIP. Đến tháng 6 năm 2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Do đó, Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á VIB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PVcombank và các cá nhân khác nhau. Tại ngân hàng NCB, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền vào 4 sổ tiết kiệm rồi đưa sổ cho Thành giữ. Tiếp đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng tư cách pháp nhân công ty Giang Hồ Landmark lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ. Các bị cáo lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân để ký giả chữ ký của ông Toàn, hợp đồng cầm cố tiền gửi, qua đó chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng. Tại ngân hàng PVcombank, Thành vay của ông Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền vào 3 sổ tiết kiệm rồi đưa sổ cho Thành giữ. Với thủ đoạn tương tự như tại NCB, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng tư cách pháp nhân công ty Giang Hồ Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ, ký giả chữ ký của ông Toàn, qua đó chiếm đoạt của PVB 49,4 tỷ đồng. Tại ngân hàng VIB, Thành vay 365,5 tỷ đồng của nhiều cá nhân khác nhau dưới hình thức gửi sổ tiết kiệm, sau đó tìm cách vay hoặc rút tiền từ ngân hàng để sử dụng. Để thực hiện kế hoạch, Thành tiếp cận Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng bộ phận quan hệ khách hàng doanh nghiệp, phòng giao dịch Đông Đô ngân hàng VIB. Thành đề nghị sẽ đồng sở hữu gửi số lượng tiền tiết kiệm lớn và sau đó sẽ cầm cố chính sổ tiết kiệm đó để vay ngân hàng. Với thủ đoạn này, Thành chiếm đoạt của VIB 273,9 tỷ đồng và của nhiều cá nhân khác 63 tỷ đồng.